Chào các bạn trong phần video này thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta tóm tắt nội dung trong sách giáo khoa cũng như trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa của chương trình hóa học lớp 11 sách mới và bộ sách thầy đang hướng dẫn chính là bộ sách trăng chờ sáng tạo ngoài bộ sách này thầy còn thực hiện hai bộ sách còn lại đó là kết nối tri thức và cánh diều nha và bài hôm nay thầy hướng dẫn đó là bài 2 cân bằng trong dung dịch nước thì bài này có tổng cộng rất nhiều phần nghe thì uh, cố gắng chúng ta xem hết phần thứ nhất là sự điện ly chất ly, chất không điện ly nè Phần thứ hai là thiết Rontek Lowry và Acid Bay. Phần số 3 là khái niệm về pH và chất chỉ thị Acid Bay. Phần số 4 là chuẩn độ Acid Bay. Và phần số 5 ý nghĩa thực tiễn của cân bằng trong duyên nước của các ông AL3+, FE3+, CO3 2 à, thì đây là năm phần của nội dung cũng như là thầy hướng dẫn luôn cả bài tập trong sách giáo khoa. À. Thì bài này rất là dài nha, có tới 21 câu hỏi như thế này. Và nhiều câu vận dụng khác nữa, Không, nhiều câu vận dụng. Rồi trước khi vào phần hướng dẫn nội dung thì thầy nhắc lại luôn, thì nội dung trong sách giáo khoa thì chỉ là nội dung cốt lõi thôi, nội dung cốt lõi trình bày nội dung nghe. Thì số lượng bài tập thì tương đối ít, chủ yếu là câu hỏi lý thuyết thôi. Thì do đó để chúng ta học mà chúng ta nắm rõ hơn nhiều dạng bài tập thì chúng ta có thể nhận tài liệu này chúng ta có thể nhận tài liệu này. Thì tài liệu mỗi chương thầy sẽ soạn cho chúng ta một cuốn như thế này cái này là một chương nè một cuốn này 64 trang phai đề nha thì chương 1 căn bằng hóa học thì thầy soạn dùng chung cho cả ba bộ sách nha thì thầy soạn theo kiểu 7 chuyên đề nha. trong đó có tóm tắt lý thuyết và có bài toán bài tập cho chúng ta thì để nhận tài liệu này thì chúng ta tham gia nhóm trợ giúp học tập của thầy nha. thì chúng ta nhận tài liệu một năm học mỗi chương mỗi cuốn nha và đặc biệt được thầy trợ giúp trong tập có nghĩa chung trong tập chúng ta chưa hiểu gì chúng ta thể hỏi thầy à, Thầy thì chúng ta liên hệ thầy để tham gia nhóm rồi thầy giới thiệu về tài liệu chương 1 nè tài liệu chương 1 thì đây được chưa đây là file đề nha file đề 64 trang à, 64 trang thì có tóm tắt lý thuyết nha tóm tắt lý thuyết và có bài tập cho chúng ta à, đây là file đề 64 trang còn đây là cái file bài giải nè, file bài giải chi tiết 166 trang nha, 166 trang bài giải chi tiết cho chúng ta, thì chúng ta về chúng ta chỉ in file đề ra được cái cuốn như này chúng ta làm. Mỗi chương thì sẽ có file như thế này nha, mỗi chương sẽ có file như thế này để chúng ta nhận chúng ta làm đó. Rồi bây giờ trở lại vấn đề thầy sẽ hướng dẫn chúng ta nội dung của bài 2, cân bằng trong dung dịch nước. <laughs> gộp thành thứ nhất sự điện ly chắc điện ly và chắc không điện ly rồi ở đây sẽ có cái hình sẽ có cái hình thí nghiệm à, tìm hiểu từ điện ly thì hình 2.1 mô phỏng thí nghiệm tính dẫn điện của nước cắt một số dung dịch thì đây là nước cắt nè ở đây là dung dịch đường nè đường sắt cao dơ đường chúng ta ăn đó ở đây là dung dịch muối ăn chúng ta nè đường ăn muối ăn à, đây là nước cắt thì người ta thiết lập bộ nguồn như thế này thì thí nghiệm này các bạn chúng ta thấy là bóng đèn không sáng bóng đèn không sáng rồi đây bóng đèn sáng đối với nước cắt và nước đường thì không sáng đối với nước muối thì sáng Đây đó đây là thí nghiệm thì người ta kêu là quan sát thí nghiệm xảy ra khi thí nghiệm quan sát hiện tượng thí nghiệm xảy ra so sánh tính dẫn điện của các chất trong dịch thì bóng đèn sáng thì do nó dẫn điện thì tóm lại là nước cắt và nước đường không dẫn điện còn nước muối dẫn điện thì đây là kết quả của thí nghiệm à. rồi ở đây ta có câu hỏi tiếp theo hãy cho biết vì sao dung dịch nước muối à, có tính dẫn điện à. thì dung dịch nước muối tính dẫn điện thì lý do à, ở đây người ta có giải thích chúng ta nè quá trình phân ly tạo ion. ông thì thực ra tính dẫn điện ở đây thầy kết luận cho chúng ta có tính dẫn điện dẫn điện vô đâu nghe một chất dẫn điện vô đâu à. tính dẫn điện nè cái này chúng ta học khái niệm được rồi ở bên môn vật lý ấy, một chất dẫn điện vô đâu? Dòng điện vô đâu mà tạo ra? Dòng điện là do dòng chuyển dời có hướng của các hạt electron. Hoặc là các ion. À, tóm lại có electron, có ion thì mới dẫn điện được. Được chưa? Thì trong dung dịch NaCl này, à, nó sẽ có ion. À, đó là ion Na cộng và ion Cl trừ. À, ion này từ đâu tạo ra? Thì đây là phần hướng dẫn này. Chúng ta nhìn cái hình thôi. Nhìn hình đơn giản thôi. Thì đây là cái tinh thể muối ăn này muối cục chúng ta nè muối trắng chúng ta nè chúng ta cho vào nước thì nước lúc này là chắc phân cực nha phân cực gồm có phần dương và phần âm dương âm nè dương âm thì cái đầu cái đầu âm này nè cái đầu âm nó sẽ hút cái cái đầu âm là cái đầu ô này nè nó sẽ hút phần dương nó kéo phần này na, na cộng ra còn cái đầu âm đầu âm là đầu h nè đầu là nhỏ này đầu màu đen đen xám xám nè nó sẽ hút xin là trời ra cuối cùng nó kéo ra thành cl là trừ và na cộng na cộng sen là trừ thì phương trình biểu diễn mà đầy đủ chi tiết như thế này nè phương trình này là gọi phương trình biểu diễn ở dạng hy rách quá à, xung quanh nó bao bởi nước nè xung quanh nó bao bởi nước thì phương trình này tương đối khó nên người ta không biết để đơn giản thì người ta biết dạng phương trình này à, thì đây chính là phương trình điện ly à, có nghĩa là trong dung dịch na CLT, lý do dẫn điện là do na cộng do nó phân ly thành na cộng và cl là trừ được chưa thì quá trình phân ly các chất trong nước tạo thành ion gọi là sự điện ly à, đây là khái niệm sự điện ly vì sự điện ly là gì Sự điện ly là quá trình phân ly các chất trong nước gai ông phương trình này được gọi là phương trình điện ly được phương trình điện ly viết dạng đơn giản không ai viết dạng hi rách quá như này nha rồi ở đây người ta chú ý thêm nữa phương trình điện ông Thật ra đây là một cái chuyên đề trong đây luôn nha thầy cho rất là nhiều bài tập đây nè phản ứng cho đổi ông và phương trình ông gọn ngày xưa phương trình ông gọn này sách cũ sách cũ là một cái bài nha sách cũ là một cái bài bây giờ sách mới nó chỉ có một cái phần chú ý này thôi à, thì chúng ta lưu ý cho đó nguyên một cái bài người ta bây giờ còn bao nhiêu đây nè <laughs> rồi phân loại chất điện ly à, chất điện ly thì đây có thí nghiệm nè thí nghiệm mô phỏng tính dẫn điện thí nghiệm mô phỏng tính dẫn điện không thấy hả? rồi thí nghiệm mô phỏng tính dẫn điện rồi ở đây thì có ba cái cái dung dịch thầy ghi đây cho dễ nè đây là dung dịch hcl nè chúng ta thấy để bốn đèn nha đây là dung dịch giấm nè ch 3 coh nè uh, acetic acid đây là dung dịch gluco nè đường nè đường gluco giống như đường saccharo nãy thôi nè đây là c 6 h 12 o 6 thì có ba dung dịch này à, thì cái thí nghiệm người ta thực hiện giống như nãy cũng bộ nguồn thì người ta sẽ thấy là đối với hcl đèn sáng nè đối đèn sáng nhất nha đối với dung dịch c ba soh đèn sáng mờ mờ nè đối với dung dịch đường glucose đường glucose thì đèn nó không có sáng a à. thì người kia quan sát người chúng tôi nhận xét về độ sáng thì mới nói đó cho biết dung dịch nào dẫn điện mạnh đèn sáng mạnh dẫn điện mạnh đèn sáng yếu dẫn điện yếu đèn không sáng không dẫn điện rồi đó là cái hình thì ở đây người ta giải thích bằng cái phương trình điện ly a à. <laughs> là lý do là Dung dịch HCl nể điện ly mạnh nên đèn sáng mạnh. À, điện ly mạnh là mũi tên một chiều. Còn dung dịch ch 3 ch là điện ly yếu à, là mũi tên hai chiều. Thì điện ly mạnh, điện ly yếu thì ở đây thầy giải thích cho chúng ta nắm giữa điện ly mạnh. Giả sử thầy có đây số mol đi. Giả sử thầy đó có đây 0 một mol đi. Thì nó sẽ tạo ra 0.1 mol H cộng và 0.1 mol Cl trừ. Đây là chất điện ly mạnh. Vì chất điện ly mạnh là chất điện ly hầu như là hoàn toàn. Ở đây có khái niệm đây nè đó còn chất điện ly yếu ở đây thầy có số mol nè à, nó nó mũi tên hai chiều thường nghịch là phân không hoàn toàn nha ở đây có không một mol thì chắc chắn bên sẽ nhỏ hơn không một mol và h cộng cũng sẽ nhỏ hơn không một mol nó không có bằng được nghe phân ly không hoàn toàn thì ở đây có khái niệm này chất điện ly mạnh là chắc khi tan trong nước các phân tử hòa tan đều phân ly ra không được chưa chất điện ly yếu là chắc khi tan trong nước chỉ có một số phân tử phân ly hòa tan có một số phân tử phân ly thành nông phần còn lại vẫn tồn tại trong phân tử phần còn lại vẫn tồn tại trong phân tử này có nghĩa là phân tử nghịch như thế còn chắc không liên ly li là chắc khi hòa tan trong nước các phân tử không phân ly luôn có nghĩa là chúng ta cho luco vào c 6 h 12 o sáu thì nó vẫn là c 6 h 12 o sáu à, để dễ hình dung như thế này này chúng ta à, chúng ta hàng ngày chúng ta có ăn muối đó muối ăn đó thực ra là chúng ta ăn na cộng với c là trừ cơ thể chúng ta hấp thụ na cộng c là trừ còn nếu mà chúng ta có ăn giấm Ăn giấm là cơ thể chúng ta vừa hấp thụ CH3 so trừ Vừa hấp thụ H cộng Vừa hấp thụ CH3 so H luôn Hấp thụ cả ba cái à, Hình dung nghe Còn cơ thể chúng ta mà nếu chúng ta ăn ăn đường Ăn đường sắc đó Thì chúng ta ăn cả phân tử đường luôn Nó không phân ly gì hết Đó hình dung như thế Rồi ở đây có câu hỏi nè từ phương trình 1 và phương trình 2 hãy nhận xét về mức độ phân ly à, thầy nói rồi nè này thầy phân ly mạnh này phân ly yếu nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch nao H hoặc là CH3 CO vào cân bằng 2 thì cân bằng chuyển dịch như nào? À, nhỏ thêm nao <laughs> nhỏ thêm nao có nghĩa là xử lý thằng này thôi. À, xử lý thằng H cộng. À, nghĩa là làm giảm nồng độ H cộng. À, giảm nó thì chúng ta học rồi đó. Giảm nó tạo nó cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. À, giảm nó tạo nó cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận nha. Rồi nếu chúng ta thêm ch 3 vô à, Thêm ch 3 có nghĩa là thêm nó để Thêm quỹ này ch 3 co trừ Thêm có nghĩa là tăng nó Tăng nó tạo kia nha, à, Có nghĩa là Thêm này vô thì cân bằng chuyển dịch theo uh, Này giảm này Thêm nào h coi như giảm này giảm nó tạo nó Có nghĩa là chịu thuận Còn nếu thêm này vô là chịu nghịch nha Đó là câu hỏi nhưng cái vấn đề quan trọng mấu chốt ở đây nè chất điện ly mạnh bao gồm cái nào là chỗ này nè chỗ này là chỗ quan trọng nhất bao gồm nhưng mà sách này thì bây giờ chỗ này thì đơn giản nha chất điện ly yếu bao gồm cái nào bao gồm cái phần này là cái phần quan trọng à, mấu chốt để chúng ta làm bài tập đó à, chất điện ly yếu chất điện ly mạnh bao gồm cái gì trong đó thì ở đây thầy bổ sung cái nội dung vô nghe chất điện ly mạnh ở đây bao gồm axit mạnh bay mạnh và hầu hết các muối axit mạnh là gồm cái gì nè thầy ghi đây cho cho nè axit mạnh cái này là cái quan trọng nghe để chúng ta phải bổ sung vô axit mạnh gồm cái axit sau đây ba xích hoàn rột hcl h hai ro bốn h, h 3 ba là ba axit quen nè ngoài ra còn có thêm là hclo bốn nè hbr nè hi nè axit mạnh nghe phải ghi cái này vô rồi bay mạnh Bay mạnh nhớ thầy đơn giản là năm ba giờ tan thường gặp thôi thực ra còn nữa nhưng mà bay mạnh đó là lý nào không cần ba lý nào không cần ba thực ra khi chúng ta nhận tài liệu là có sẵn mấy này trong đây nghe khi chúng ta nhận tài liệu này nè là có sẵn tóm tắt lý thuyết này rồi vậy là chất điện li mạnh gồm axit mạnh ba giờ mạnh và hầu hết các muối nha hầu hết các muối ở đây thì để muối tan chúng ta hầu hết các muối đi nha. thì đây là chắc điện ly mạnh nè điện ly mạnh phải thuộc cái này nghe để người ta kêu rồi chắc điện ly yếu bao gồm axit yếu bay yếu giờ thầy ghi đây nha axit yếu axit yếu một số axit quen chúng ta nè đây là như người ta cho sẵn nè ch 3 COH nè, axit HF nè, HClO nè, H2CO3 nè, H2S nè. nha. Và có cả luôn cái axit H3PO4 nha. H34 là axit trung bình nha. H34 là axit trung bình nhưng nó nằm trong chất điện yếu này thầy bổ sung vô đây luôn. Rồi, và các bay yếu. Bay yếu thì như, như, trừ 5 bay như, uh, trừ đại khái hiểu cái thầy trừ 5 bay giờ tan trên đây. Nha, trừ 5 bay tan cho đó. À, rồi thì cái chỗ này là chỗ quan trọng chúng ta phải bổ sung vào rồi tiếp theo người ta yêu cầu chúng ta viết phương trình điện ly nếu có của chắc sau đây mấy chắc này thì có hết rồi nha rồi thầy viết phương trình điện ly thôi này viết ở đây luôn nha sách này thầy mua để hướng dẫn chúng ta nên thầy ghi bấy bán ở đây cho nghe HNO3 rồi điện ly mạnh nha à, chắc điện ly mạnh nó theo green đây nè điện ly mạnh tạo thành h cộng cộng n o ba trừ một chất luôn luôn phân ly ra hai phần nha một chắc mà phân ly ra ba phần là sai đó phần dương phần âm như thế rồi cao h hai lần là bay bay mạnh để chắc điện ly mạnh luôn ra ca hai cộng cộng oh trừ à, cân bằng hai h và ba cl hai à, là đây là muối muối này muối tan nữa tạo thành là ba hai cộng cộng cl trừ căn bằng hai cl à, thì ba chắc là được cho mạnh hết rồi tiếp theo chúng ta phần số 2 thiết ron tech lauri và acid bay à. thì ron à, nhà khoa học nhà khoa học ron là người Đan mạch nha còn lauri là như người anh à. thì năm 1923 thì hai người thống nhất lại đưa ra cái thiết acid bay à, thiết acid này thì nó có nhiều cái cái mở rộng so với thiết acid cũ à. <laughs> thì thiết axit cũ thì chúng ta nhìn vào axit thì chúng ta sẽ thấy ừ HCl H4 H3 này có HH như thế này là axit à, Nhưng bây giờ người ta mở rộng thêm à, Có một số thằng không phải dạng này nó vẫn là axit. Đó là thiết axit uh, bay của Lori đó. Rotec Lori. Rồi ở đây thì chúng ta nhìn vào cái hình. Đây HCl nè. HCl à, Đây là nước nè. Thì nhìn vào cái hình này thì chúng ta sẽ thấy HCl nước nè thì chúng ta sẽ thấy là HCl nè à. <laughs> nó mất tiêu qua đây nè biến thành clo nè à, nó biến thành Cl trừ nè nó mất tiêu cái H đi cái H nó nhảy qua đây nè nó nhảy qua đây thêm cái nè đó được chưa rồi tương tự ở đây là H3 à, H3 thì lúc này có ba cái H này bây giờ nhảy thêm H nè nhận H nè thì theo thiết của axit theo thiết axit bay của Ron Lowry á thì ông nói như này đây là khái niệm này à, Acid axit axit là chắc có khả năng nhường h cộng nhường hay là cho đó nhường h cộng còn bay là chắc có khả năng nhận h cộng à, nhường h cộng nhận h cộng được chưa <laughs> và axit bay có thể phân tử hoặc là ion à, thì cái này là thiết này mở rộng thêm chỗ này nè là ion có thể là axit hoặc bay luôn đó rồi, bây giờ thì chúng ta trở lại bên đây thì chúng ta sẽ biết cái nào axit của bay nè. HCl nè, nó biến qua đây thành biến thành Cl không nè. Coi như nguyên tố đi, còn Cl trừ không nè. Là thằng này là nhường A. Thằng này nó nhường H+ cộng nè. Vậy thằng này là axit nè, thì ghi chữ A nha, này là axit. Rồi thằng này tự động nó thêm H+ cộng vô nè. là nó nhận H+ cộng, vậy là bay. Đó, axit bay. Rồi bên đây thì chúng ta thấy nè, NH3 nè, NH3 nó tự động nó thêm cái H vô nó gắn vô thành bốn cái H nè à, vậy lần này nhận h cộng nhận h cộng gì bay nè à, thằng này chúng ta thấy là hai cái h qua đây nó mất tiêu cái h nè à, vậy nó nhường h cộng về đây là axit nè rồi <laughs> đây là khái niệm về axit bay còn à, cái dung dịch dưới đây à, dung dịch đây thì chúng ta chú ý chỗ này dung dịch HCO3 trừ thì nhìn vô đây nhìn đây nha HCO3 trừ thì lúc này chúng ta thấy là HCO3 trừ từ bên này nó biết bên này chúng ta thấy mất tiêu cái h này nó nhường h cộng này h số ba trừ qua đây số ba trừ mất tiêu cái h là nhường h cộng thì lúc này thằng này đóng vai trò là axit nhường h cộng đóng vai trò axit còn h số ba trừ ở đây chúng ta thấy nè nó thêm vô cái h nè à, thêm h đây là nhận h cộng à, nhận h cộng thì đóng vai trò là bay được chưa vậy là h số ba trừ trong nước vừa có thể nhường h cộng vừa có thể nhận h cộng người ta gọi đây là chất lượng tính à, chất lượng tính nghe rồi ở đây chúng ta trả lời câu hỏi nè Quan sát hình 2.5, hình 6 cho biết chắc nào nhiều nhãn cộng Ơ ừ, thầy nói rồi à, Câu 7 Nhận xét khả năng cho nhận H cộng của HC3 trừ 3 trừ có thể là Phương trình trên là nó nhường H cộng Phương trình dưới nhận H cộng 3 trừ có thể nhường, có thể nhận H cộng à, Có thể nhường, có thể nhận H cộng Rồi nhận xét về vai trò axit bay của phân tử nước Trong cân bằng 2.5 2.6 và trong con bằng dưới đây <laughs> rồi trong hình 2.5 thì nước nè nước đóng vai trò là một cái bay trong hình 2.6 nước đóng vai trò là cái axit à, tóm lại nước là lượng tính nữa đó trong hình trong phương trình này trên đây thì đóng vai trò là bay nè thằng này là axit thằng này là bay thằng này bay thằng này là axit nó là như thế nha người ta gọi là cặp axit bay liên hợp đó a à, rồi đó là vai trò của nước <laughs> Rồi phương trình này cho biết chắc nào là axit, chắc nào là bay. Rồi thầy ghi lại để thầy hướng dẫn nha. Phương trình 1. CH3 COOH. Cái bài tương đối dài thì chúng ta cố gắng chúng ta xem cho nó hết đầy đủ nội dung nha. Rồi tạo thành là H3O cộng cộng CH3 CO trừ. Rồi thực ra một phương trình để xét để xét axit bay theo công tác lori thì chúng ta sẽ xét hai phản ứng nha. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch. Nè, bây giờ xét phản ứng thuận nè, thì từ này qua này chúng ta thấy mắc H cộng nè. Mắc H cộng là nhiều H cộng, thì này là axit phản ứng thuận. Axit CH3 COH là axit. Vậy là thằng này phải là bay. Tóm lại đi từng cặp như thế, nước là bay. Rồi phở nghịch chúng ta nhìn lại nè Từ đây qua đây Từ đây qua đây thì chúng ta thấy là thêm H cộng vô Vậy lấy nhận H cộng Vậy thằng này đóng vai trò là bay CH3 COO trừ là bay Vậy là H3 o cộng Thì lúc này nó vai trò axit H3 o cộng axit thì đó là một phản ứng này. chúng ta phải nhìn như thế nha nhìn cả hai chiều chiều thuận và chiều nghịch tương ứng phản ứng hai Phở phản hai thì thì viết nhanh nha rồi phở ứng thuận Phở ứng thuận này chúng ta nhìn vào đây Từ thằng này qua này Nó nhận H cộng nè à, Vậy là CO3 2 trừ là bay Vậy là nước lúc này nó là axit Rồi phở ứng nghịch Phở ứng nghịch Nhìn đây Từ thằng này qua này thì chúng ta thấy nó mắc H cộng những như H cộng vì thằng quỷ này là axit HCO3 trừ là axit ô H oh trừ là bay ô OH trừ là bay là quá quá hợp lý rồi ô H oh trừ là là kèm rồi vậy là chúng ta đã nắm được khái niệm axit bay theo cái ron tách lori thiết này giải thích được một số ion à, một số ion vẫn là đóng vai trò axit động vẫn đóng vai trò bay được à. <laughs> mà cái thiết cũ là thiết của arenius đó ông giải thích không được nha rồi tìm hiểu về pH chắc chỉ thị axit bay à. thì pH thì người ta xét nước là chất điện ly rất yếu nè à, trong nước nó điện ly ra H cộng với H trừ người ta biết đơn giản này thôi thì ở đây chúng ta nắm cho thầy cái công thức là tích số ion của nước đây tích số ion của nước là ký hiệu là K gấp liêu à, K gấp liêu là tích số ion của nước có nghĩa là lấy hai ông này nhân lại luôn bằng bằng một hằng số người ta đã chứng minh rồi đó là bằng 10 mũ trừ 14 mà hằng số được chưa <laughs> rồi một công thức nữa đó là công thức tính pH Nha. Tại sao người ta đưa ra pH để làm gì Thì ở đây thầy giải thích như này Chẳng hạn như chúng ta có nồng độ H cộng Bằng 0, 0, 0, 0, 0 12 đi chẳng hạn Thì con số nó rất nhỏ à, Nhìn vô quá xấu à, Rồi nhiều số thập phân à, Dễ nhầm à, Do đó người ta đưa ra cái công cụ là pH pH là một cái công cụ toán học thôi Để đơn giản con số này lại cho nó gọn lại thôi Được chưa rồi người ta đưa ra pH này pH bằng trừ lóc H cộng à, Trừ lóc là trong máy tính có nha Trừ lóc Nè Trừ lóc Lóc này nè nghe Đó <laughs> Rồi trừ lóc này rồi H cộng hoặc à, hoặc chúng ta có công thức pH à, Để giảng hết này xong thì hoặc sao nghe à, Hoặc nếu là nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ A thì sẽ gây bắt bằng A. Được chưa? Thì đây là công thức của tính pH Hoặc là người ta có công thức BOH nghe Tùy theo giáo viên của giải này hay không nghe BOH bằng trừ lóc của nồng độ H trừ Và BOH BH này nè cộng với BOH Nó bằng 14 Đó Thì đây là công thức để chúng ta có thể làm nhanh hơn nha Tìm số duyên có giải hay không rồi ở đây thầy lấy ví dụ cho cho chúng ta nhanh gọn lẹ nè, ví dụ. ví dụ B thầy có nồng độ H cộng bằng 10 mũ 10 mũ trừ 3 M. Thì lúc này thầy sẽ ra pH bằng nhiêu? Chúng ta có thể áp dụng thức dưới nữa. H cộng bằng 10 mũ trừ 3 thì sẽ ra pH bằng 3. Cái này quá dễ rồi, khỏi suy ra thức chơi được. Nhưng bây giờ nếu thầy cho H cộng bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3 thì như thế nào? pH bằng nhiêu không có bằng 6 nha à, thì chúng ta bấm là trừ lóc của 2 nhân 10 mũ trừ 3 đó bằng 2,7 7 chín mấy này bằng 27 thì có một số công thức nó không có vô khuôn này nha không vô khuôn này chẳng hạn như B H cộng bằng 10 mũ trừ A H cộng bằng 10 mũ trừ 3 pH bằng 3 và ngược lại à, nhưng mà lúc này thầy cho h cộng bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3 à, thì đừng lấy 3 này nhân 2 lên không phải chúng ta bấm trừ lóc của 2 nhân 10 mũ trừ 3 thì chúng ta sẽ ra giá trị của pH rồi quan sát hình 2.7 cho biết giá trị nào trong thang pH tương đương với môi trường axit môi trường 3 môi trường trung tính <laughs> rồi môi trường trung tính là môi trường pH bằng 7 nha à, môi trường trung tính môi trường pH bằng 7 rồi ở đây thầy ghi luôn à, có 3 môi trường nha môi trường axit axit là pH bé hơn 7 nha có nghe từ đây trở lên đây môi trường bay môi trường bay là pH lớn hơn 7 còn trung tính trung tính pH bằng 7 thì ở đây chúng ta có thể dựa nồng độ nồng độ H cộng nó ngược lại nghe nha đó thì ở đây người ta đưa ra khái niệm nè pH là gì pH là chỉ số để <laughs> đánh giá độ axit bay của một dung dịch và thang pH thường dùng là thang pH từ 1 tới 14 thôi rồi đây có bài tập đây có câu A và câu B rồi câu A pha 500 ml dịch HCL không có tham vào 500 ml nước a à, thì tính pH dung dịch thôi được à, thì chúng ta tính pH thôi cái này ta pha nè thì làm đây đây luôn đây cho nó gọn câu A bây giờ chúng ta tính được mol của HCL a à, bằng cm nhân v bằng 0,5 thể tích nè nhân cho 0,2 à, bằng 0,1 uh, bằng 0,1 0,5 nhân 0,2 bằng 0,1 rồi muốn tính với h làm thì làm chúng ta phải có nồng độ h cộng rồi từ đây chúng ta suy được nồng độ h cộng <laughs> nồng độ h cộng một mol h cộng nè mol h cộng chia v thể tích tổng nha à, thể tích tổng là 500 trộn 500 này với 500 này là 1 à, vậy là nồng độ H cộng bằng 0 1 M à, rồi pH bằng chúng ta bấm trừ lóc hoặc chúng ta thuộc thức trừ lóc của 0 1 bằng 1 á bằng 1 được chưa rồi câu B tính khối lượng của nào cần để pha 100ml dung dịch này có pH bằng 12 NAOH nè NAOH là cái bay nha Có BH bằng 12 BH bằng 12 thì SIGA thì SIGA BOH nha BH cộng BOH bằng 14 SIGA BOH thì làm cái BOH nha SIGA BOH bằng, bằng 2 Bằng 14 trừ 12 bằng 2 Có BOH thì SIGA OH Nha đây <laughs> Nói trang thức nè OH bằng 10 mũ trừ 2 được chưa? 10 mũ chữ 2. Rồi thì sẽ ra số mol của OH Số mol bằng nồng độ <laughs> nhân thể tích. À. CM bằng nào V là N bằng CM nhân V bằng nồng độ là 10 mũ chữ 2 nhân thể tích, thể tích là 100 ml. 100 ml là 0,1. Về bằng là 0,001. À, phết 1 nhân cho 10 mũ trừ 2 đó bằng 0 phết 001 anh phết 001 rồi, từ đây chúng ta này chính bằng môn cái nào hát luôn nha rồi xây ra khối lượng nó nào hát bằng 0,01 40 nhân 40 40 là mà lớn của nó bằng 0,04 gam rồi xong <laughs> rồi tương đối hơi dài rồi tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của pH trong thực tiễn pH có ý nghĩa đối với là động vật thực vật và đối với cả con người chúng ta à, thì mỗi bộ phận mỗi cơ quan mỗi cái cây mỗi cái con này nọ đó thì nó có một cái giá trị pH cố định à, trong cái khoảng đó nếu mà chúng ta thay đổi giá trị đó thì coi như chúng ta bị bị vấn đề về sức khỏe chẳng hạn như đối với người chúng ta chẳng hạn như trong dạ dày chúng ta cái pH nó giá trị là từ 1,5 đến 3,5 à, mà nếu mà chúng ta mà pH nó nhỏ hơn cái này thì coi như chúng ta là bị dư axit à, à, thì chúng ta bị 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 bệnh đó. À, bị vấn đề về sức khỏe rồi quan sát hình 2.8 cho biết giá trị pH thấp nhất và cao nhất trong hệ tiêu hóa của người, đây hệ tiêu hóa người nè. Thấp nhất là ở dạ dày cao nhất ở ruột già ruột già là bộ phận chuẩn bị ra ngoài này 8 năm đó rồi độ chua câu hỏi vận dụng đất chua là đất có pH dưới 6 năm để cải thiện đất bị chua à, đất bị chua là do dư axit á người nông dân có thể bổ sung chất nào đây à, bây giờ dư axit thì chúng ta phải dùng cái cái bay vô cái bay cái bay giờ vô để trung hòa thì ở đây chúng ta dùng này nè tại này cho vào nước tạo thành là CaOH hai lần có OH trừ à, có OH trừ trung à, hòa lại cái 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 axit lại được chưa <laughs> rồi tìm hiểu về chất chỉ thị chất chỉ thị có thể là giấy pH này đây là giấy pH à, giấy pH thì giấy pH trong cái bìa giấy pH nó có cái cái bảng đối chiếu để chúng ta à, 1, 2, 3, này thang pH người ta gọi là thang pH từ 1 tới 14 à, màu từ đỏ chuyển sang tới màu đậm vàng rồi, hoặc là chúng ta dùng chất chỉ thị phenolphthalein à, chất chỉ thị phenolphthalein thì phenolphthalein để nhận biết được môi trường bay thôi à. phenol phenolphthalein nó sẽ quá hồng môi trường bay hoặc là dùng quỳ tím, à, quỳ tím thì nhận biết cả axit và bay luôn axit quá đỏ thì bay thì <laughs> uh, quá tím uh, quá xanh à. ngoài ra thì chúng ta có thể dùng một cái dụng cụ đó là máy đo ph à, bây giờ bán cũng rẻ lắm à. thì ph này <laughs> nó quan trọng đến vấn đề chẳng hạn như một số những người người ta mà nuôi ha, nuôi một số động vật trong trong dung dịch nước á, trong nước đó chẳng hạn nuôi tôm nuôi cá này nọ đó thì người ta phải coi pH thường xuyên tại vì mỗi con nó sẽ có giá trị pH ha, mỗi con vật nuôi đó mỗi con cá mỗi con tôm nó có giá trị pH thích hợp đó mà nếu chúng ta thay đổi đột ngột quá coi như là nó nổi đầu nó chết hết nha rồi chắc chỉ thị axit bay là chắc biến đổi màu sắc theo pH nha thì pH thay đổi thì nó thay đổi. Trong thực tế chúng ta có một cái loài 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 hoa nó thay đổi theo pH rất là hay, rất là đẹp, bông nó đẹp lắm Đó là hoa gì chúng ta biết không? Loài hoa trên Đà Lạt chụp hình check-in sống ảo với hoa này rất là nhiều. Đó là hoa cẩm tú cầu á. Nó thay đổi theo giá trị pH, có nghĩa là pH này thì nó màu này, pH kia nó màu kia Vì để có nhiều màu thì chúng ta bón phân như thế nào đó phù hợp nó sẽ có màu. Rồi cái tiếp theo là chứng độ axit bay. Chứng độ axit bay người ta còn gọi là chứng độ trung hòa nha. Còn gọi là chứng độ trung hòa. À, trung hòa là phản ứng giữa axit và bay đó. Thì nguyên tắc chứng độ là chúng ta dùng một cái dung dịch đã biết nồng độ, độ, chúng ta tìm cái 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 chắc chưa biết gọi là dung dịch chuẩn đó. À, gọi là dung dịch thì cần chứng độ đó. Thì kêu là hãy nêu vai trò của chất chỉ thị trong phương pháp chứng độ thì trong phương pháp chuyển độ này thì người ta mới dùng chất chỉ thị chất chỉ thị để thay đổi màu để chúng ta biết cái đó là điểm tương đương là điểm để chúng ta dừng đó à, chắc chất chỉ thị để chúng ta biết à, xác định được điểm tương đương để chúng ta dừng lại rồi quan sát hình 2.10 vì sao khi chuyển độ chúng ta phải lắc cái bình này cái bình này bình tam giác nha lắc chúng ta cho ta nhỏ xuống chúng ta lắc nha lắc đều tại sao phải lắc cái bình tam giác này tại vì nếu chúng ta để cố định thì cái điểm ở trên chúng ta nó nhỏ xuống nó nhỏ xuống ngay cái điểm này thôi nó vẫn ngay đây thôi do đó chúng ta phải lắc cho nó phản ứng đều à, phản đều nghe phải lắc phản đều <laughs> rồi phản ứng hóa học chuẩn độ của axit bay là phản gì đây là phản trung hòa nghe à, phản trung hòa viết phương trình phản ứng hóa học của thí nghiệm chứng độ của này quá dễ hcl cộng nào h tạo thành nai sinh là phản trung hòa thôi cộng nước rồi bây giờ dụng cụ thí nghiệm nè ở đây thầy mô tả thí nghiệm nè mô tả thí nghiệm bây giờ người ta muốn chuẩn độ dịch nào thí nghiệm chuẩn độ chuẩn độ bay mạnh bằng dung dịch chuẩn axit mạnh <laughs> có nghĩa coi nào cần xác định nồng độ dung dịch hcl chúng ta biết rồi biết nồng độ rồi dung dịch naoh cần xác định nồng độ dung dịch hcl là biết rồi naoh Cần xác định nồng độ Được chưa Rồi thằng nào cần xác định nồng độ Thì chúng ta coi coi Chúng ta để trên hay để dưới nha, nha. Bây giờ HCl Là dưới đây nha Ở Phía dưới là HCl nha Dùng bí lấy dung dịch HCl Cho vào bảo hành tam giác Thì dưới đây là HCl nè Trên đây là NaOH nè Được chưa Chúng ta nắm cho nó đó, đó. <laughs> NaOH cần tìm nồng độ nè HCL biết nồng độ rồi nè HCL là nồng độ của nó là 0.1M nè Chứng độ là đi tìm nồng độ nha HCL 0.1M ta cho rồi nè Đấy chứ HCL 0.1M Rồi như vậy là dung dịch cần chuẩn đó, Thì chúng ta tìm chúng ta để đây Để đây chứ gì vậy? Để khi hồi á Chúng ta xài bao nhiêu thì chúng ta đo được thể tích nè Chẳng hạn bắt đầu cái mốc đây nè Làm một hồi cái mốc nó xuống đây Thì người ta đo cái khoảng này nè Chúng ta đã xài bao nhiêu V bằng bao nhiêu à, thì chúng ta sẽ tính được cái nồng độ của nó được chưa thì đó là cách chuyển độ thì đầu tiên nè cho đây người ta cho cái phenolphthalein vô đây phenolphthalein vô đây thì nó không đổi màu nha à, cho vào tí xíu nhỏ vài giọt bắt đầu từ từ xuất hiện nè khi có màu chuẩn thì cái này gọi là điểm tương đương điểm tương đương à, đó thì chúng ta quan sát màu chuẩn này điểm tương đương chúng ta xác định rồi quan sát này mô tả hiện tượng thí nghiệm kết thúc chuyển độ khi kết thúc chuyển độ thì dung dịch này sẽ có màu hồng nhạt thì chúng ta kết thúc chế độ à, màu hồng này gọi là điểm tương đương rồi giả sử khi kết thúc chứng độ thể tích dung dịch nào h thể tích dung dịch nào h sử dụng là 12,5 ml thì tính nồng độ dung dịch của NaOH h ngay đầu nè có công thức sẵn nè à, v chúng này chúng ta khỏi đổi thể tích cũng được đó bình tam giác là 10 ml nha v hcl là 10 ml nè rồi nồng độ HCL là 0.1 nè Rồi <laughs> Sử dụng VNH người ta đo được cái khoảng này nè Cái khoảng này người ta đo được là 12,5 12,5 thì chúng ta thế vào thôi Được chưa Nồng độ bao nhiêu Ở trên là 10 x 0,1 Chia cho 12,5 5 Rồi là 0,08 08 M Đó Nồng độ đó Vậy là phương pháp chứng độ ở ship Bay là người ta thường dùng axit hoặc bay đã xác định đồng độ để xác định cái thằng còn lại nữa thì nói rồi nè đây là cái khái niệm à. rồi phần tiếp theo còn phần bài tập nữa nha ý nghĩa thực tiễn của cân bằng trong dung dịch nước đối với ông này thì ba ông này thôi chúng ta chỉ xác định ba ông này thôi rồi cân bằng phở thủy phân phẫn thủy phân của ion m 3 cộng thì người ta viết kiểu này thì chúng ta nắm trình tổng quát này có phương trình tổng quát từ đây chúng ta có thể suy ra phương trình này ion nhôm ba cộng sắt ba cộng dễ thủy phân tạo thành bay không tan và trong môi trường axit thì ở đây thầy viết ra chúng ta nắm này nhôm 3 cộng nè cộng nước nè thuận nghịch nha ion là trong nước là thuận nghịch tạo thành an là oh ba lần nè cộng h cộng nè rồi cân bằng 33 à, ba thì chính h cộng này làm cho môi trường này là môi trường môi trường axit đó tương ứng FE3 cộng cũng vậy FE3 cộng cộng 3H... 3 nước trang thôi tạo thành FeOH 3 lần cộng 3 H cộng rồi H cộng này tạo ra môi trường là môi trường axit đó ngoài ra sử dụng làm trong nước phàn chua có năng làm bị rỉ xét bây giờ ở đây thầy sẽ giải thích tại sao phàn chua có khả năng làm trong nước à, Phèn chua công thức bên đây tôi giới thiệu rồi nè Phèn chua là phèn nhôm kali KALO4 nè Thầy ghi công thức lại nha công thức bên đây có nè rồi phèn chua có công thức là thầy giải thích tại sao phèn chua nó nó làm sạch trong nước nè kalldo 4 hai lần ngậm mười nước đây là công thức dạng rút gọn nha còn công thức dạng khác nữa thì thằng này khi phân ly ra nó tại sẽ tạo thành là k cộng nè cộng al ba cộng nè dưới đường ly nghe cộng SO4 2 trừ nè, 2 trừ 4, 2 trừ nè và cộng 12 nước. Coi như là nước chỗ này nó không liên ly li đi. Rồi, sau đó nhôm 3 cộng này nè. Nhôm 3 cộng này nó thủy phân trong nước. tạo ra này nè, Nhôm 3 cộng thủy phân trong nước. Thủy phân trong nước tạo thành là AlOH3 lần. Đây là chất kết tổ. Rồi, cái chất kết tổ này nè, sở dĩ nước chúng ta bị bị đục không trong đó là do có phù sa có nghĩa là những hạt lơ lửng những hạt lơ lửng nó 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 phân tán trong nước nó làm cho nước bị đục thì aloh h ba lần này nè đây là kết tủa keo trắng kết tủa keo trắng dạng keo luôn á nó sẽ kết dính cái hạt phù sa à, nó kết dính lại nó làm cho <laughs> cái khối phù sa nó lớn hơn cuối cùng nó chìm xuống dưới nó chìm thôi nghe chứ không phải nó mắc nghe do đó khi chúng ta xài mà nước mà chúng ta gọi phèn chua làm nước trong á chúng ta chỉ chỉ làm phần trên thôi mà chúng ta mà múc mạnh phía dưới là coi như đục lại mà bình thường nha tại vì cái tổ nó lắng xuống dưới thôi lắng cái tổ thôi nghĩa nó lắng phù sa xuống thôi chứ không phải là nó làm phù sa nó biến mất nha rồi ngoài ra phần chua có khả năng làm sạch rỉ xét rỉ xét là do h cộng này nè h cộng tác dụng với các rỉ xét rỉ xét là các oxit đó được chưa <laughs> rồi tìm hiểu ý nghĩa cân bằng của ý ông C3 hai trừ đây co ba trừ trong nước tạo thành HCO3 trừ cộng h thì được ra những cái phương trình này có sẵn trong tài liệu nha khi chúng ta nhận tài liệu thì có đầy đủ trên mấy cái tấm tắt lấy thiết này, này cho chúng ta nha có đầy đủ tấm tắt lấy thiết nha rồi thiết long tech rally này, nào alasis nào bay có sẵn để hết trơn nha rồi giải thích vì sao quá trình thủy phân co 3 cái nãy thì chưa giải thích này còn bên đây câu này nè quá nhiều câu hỏi nha Tại sao khi bảo quản dung dịch M3 cộng trong phòng thí nghiệm người ta nhỏ vài giọt dung dịch axit vào cái lọ đựng muối à. Chúng ta phải nhỏ axit vào à. Có nghĩa là thêm nó Chúng ta học dung dịch cân bằng rồi đó à, Tăng nó, tăng nó, tạo kia à, Có nghĩa là cho cân bằng chuyên dịch theo chiều nghịch tạo ra M3 cộng Vậy thôi Rồi giải thích vì sao Quá trình thủy phân co 32 2 trừ trong nước làm tăng pH của nước à, Thủy phân co 32 2 trừ tạo ra OH trừ tạo hết trơn thằng này là môi trường môi trường bay môi trường bay là ph nó lớn 7 nó làm tăng lên được chưa rồi khi mưa nhiều ngày liên tục có thể làm cho ph của nước ao hồ nó giảm xuống sáu năm à, mưa là có thể chứa lượng axit đó thường người ta dùng qua bột để điều chỉnh ph qua bột nó có h trừ giống như nãy đó qua bột nó có h trừ có h trừ nó chung hòa với h cộng rồi vậy thôi rồi bây giờ hướng dẫn nhanh cái phần bài tập nha nội dung rất là dài à, do đó thì chúng ta cố gắng chúng ta xem hết rồi <laughs> thì lấy tấm giấy Thì hướng dẫn bài tập rồi tính pH của dung dịch này rồi thầy tính theo pH nha từ đây thầy sẽ ra pH pH bằng trừ lốc của giá trị này luôn

9,6 bằng 4,4 Rồi xong Chúng ta tính nhanh gọn lẹ thôi <laughs> Rồi tiếp theo Tính pH của dung dịch sau khi trộn Rồi câu 2 Chúng ta phải tính được mol của HCl nha Mol HCl Bằng 0,04 40 chia ngàn nha 0,04 nhân 0,5 0,04 nhân cho 0,5 bằng 0,02 rồi mol của nào bằng 0,06 0,06 nhân 0,5 vậy là bằng 0,03 từ đây chúng ta suy ra được mol của h cộng và mol h trừ nha cho nó nhanh gọn lẹ Mon h cộng nè bằng 0,02 luôn mol h trừ bằng 0,03 luôn à, tại vì thằng này mà có một h cộng này mol h trừ à, đây là cái dạng bài tập pH nha bài dạng bài tập pH đây là chuyên đề 6 của thầy nè nó có nhiều câu bài tập trong đây để chúng ta tính toán nha chuyên đề 6 đây là bài tập pH nè có dạng hết trơn nha chúng ta nhận tài liệu chúng ta làm thêm nha rồi sau đó chúng ta ghi Phương trình gì ông bú gọn nãy giờ giới thiệu đó Đó H cộng H Chúng ta điền thêm mon nhỏ à, Đây là phản ứng nè Mon phản ứng 0.02 Vậy Siga là ổ dư Mon ổ dư Bằng 0.01 nghe 0.01 Rồi chúng ta tính đồng độ ổ H trừ dư Bằng 0.01 Chia thể tích tổng nghe Thể tích tổng là người ta trộn 400 với Ê, Trộn 40 với cái này đường trăm trăm là không phích một không phích không một chứ không một bằng không phích một rồi chúng ta tới đây chúng ta có thể suy ra h cộng thầy suy ra boh luôn nha, boh bằng một nha không một bấm từ lóc ra rồi vậy suy ra bh bằng 13 đó đơn giản thế thôi nha <laughs> em nào muốn làm thêm hoặc là muốn xem hướng dẫn này thì có thể có làm video hướng dẫn đó nghe bên phần chuyên đề á ha bảy chuyên đề này thầy có hướng dẫn rồi hết rồi bảy chuyên đề này nè thầy có hướng dẫn hết cho chúng ta thì chúng ta xem cái chỗ chuyên đề 6 rồi này nè thầy hướng dẫn dạng bài tập này rồi muốn làm bài tập thêm thì nhận bài tài liệu rồi tiếp tục một mẫu uh, dịch vị có pH bằng 2,5 tính nồng độ H cộng cho này rất là dễ nha pH bằng 2,5 siga nồng độ H cộng Thực ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ pH nha à, Có nghĩa là bằng 10 mũ trừ 2,5 Thì chúng ta bấm ra nó bằng nhiêu luôn 10 mũ trừ 2,5 Bằng à, 3 phết 16 nhân 10 mũ trừ 3 Đó là xong Đơn vị là M hoặc là mol trên lít Viết phương trình điện ly Phương trình điện ly dễ nghe chúng ta tự biết nghe tất cả đường điện ly mạnh hết mấy này điện ly mạnh hết câu năm ở vùng quê người dân thường dùng phèn chua để làm nước để làm trong nước nhờ ứng dụng của phẩm thủy phân nha ba cộng à, giải thích cho biết theo axit rontec lauri chắc nào là axit bây giờ trong phẩm thủy phân này đây à, trong phẩm thủy phân này <laughs> thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta biết là axit nào bay này nhau mà cộng là đóng vai trò axit nha. nha đóng vai trò axit tại như h cộng còn này đóng vai trò là bay nha đó rồi người ta kêu giải thích làm trong nước thì nãy thầy giải thích rồi nha giải thích rồi rồi nội dung tương đối dài nha à, gần 50 phút bốn mấy phút rồi rồi thầy giới thiệu lại cái nhóm trợ giúp học tập thì em nào muốn nhận tài liệu trong một năm học và đặc biệt được thầy trợ giúp trong tập có nghĩa chúng ta học không hiểu gì đó thì chúng ta tham gia nhóm này thì chúng ta nhận tài liệu ha mỗi uh, mỗi chương thì giờ chúng ta tự in một cuốn đề nè file đề bài giải thì chúng ta tự xem trong cái cái file thầy gửi đi file bài giải à, file bài giải nè file đề file bài giải luôn luôn như thế nè đó rồi thầy kết thúc video tại đây nha